một ngày nó rời nó vậy nè, không rời không được. Nè, xin chào mọi người nha, đây là Tino, Tino mồ côi mẹ, Tino mồ côi mẹ. Kể một câu chuyện nghe về Tino nha. Mẹ Tino mang bầu 5 đứa con, mà lúc mà chuẩn bị sắp sinh chèn ép quá thở không nổi, chết bỏ lại 3 đứa. Hy sinh. 3 đứa thì cái 2 đứa đầu nó sẽ nó bị đường ruột, 5 đứa thì chết trong bụng mẹ 2 đứa rồi. Ra 3 đứa, 2 đứa bị đường ruột mất. Phải mổ mới được, mới cứu được em này. Em này là được hơn 20 ngày này nè. Là mẹ nó, mẹ Tino là hy sinh, tất nhiên hy sinh. Cứu Tino. Đây là chó Nhật Lai Bắc Kinh. Nhật Lai Bắc Kinh. Nhật Lai Bắc Kinh. Bắc Kinh Lai Việt Nam. Chó này giống như cái thằng gì em hả? Cái tên Đỗ, ba dòng máu. Em này là ba dòng máu luôn nha. Đó, bây giờ ra ngoài chút chút mới im nè, nãy nằm trong lòng kia. Cái lòng đây, cái lòng đây để ấp cho có mình em mà, nên là phải ấp cho nó ấm. Ở vùng miền Tây thì cũng hơi nóng nóng nên cũng đỡ. Chứ bây giờ ở ngoài Bắc, ngoài Trung thì lạnh lắm. Mỗi lần uống sữa là uống bằng cái bình này. Mình đi chăn nít gì nè. Mình đó người lấy cũng được. Này đâu có mẹ đâu mà phải cho uống sữa. Còn lúc hồi nhỏ thì không có bú, tự bú được là phải dùng cái ống tiêm nhỏ này nè. Ống tiêm này để tiêm sữa vô. Tiêm sữa dùng miệng nha, nhưng phải chích nha. Mới chăm bệnh đường ruột, mới chích thuốc bệnh đường ruột rồi, mua thú y về. Đây thử đây nữa, được rồi. Rồi này nó vô. Nó vô nó gọi lên cái đầu nè, ngó cái đầu. Ngủ nha. Ngủ nha. Ngon ngoan nha. Một mình thôi, rất là tội. Tino cuộc mồ côi. Nô mồ côi. Chó gì đâu mà nhìn từ lại Bắc Kinh ra Việt Nam. Dữ thiệt. Tino này dữ luôn. Hết tên không? Tino là dòng họ nước ngoài không? Nguyễn thương Tino không? Nguyễn có thương Tino không? Hả? À, Nguyễn lo bánh kem không? Không thương Tino hả? Nó ăn không à? Tino đâu có dành ăn con đâu mà con ăn ngốn vậy? À. Thế bạn ăn bánh kem là mới sinh nhật hôm qua đang bánh kem của mình đó. Ngủ đi. Vừa ăn vừa xơi gương nè. Xơi gương này có đẹp trai không? Con ăn thì con cười luôn. Nghe đi con. Thôi, cho Tino ngủ nha. Bây giờ giấc mộng rồi. Tino đi Bắc Kinh chơi rồi. À, ngủ luôn rồi. Ba ơi, giờ ba đang đói bụng con dọn rồi. Chưa xong. Nhà có hai đứa ăn nữa. Tiền bông đó nữa. À, Tino ngủ rồi. Tino là chỉ có áp dụng chiêu cuối cùng thôi là Tino nó ngủ thôi.